Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Bí mật, Bật mí. Thưa quý vị, trên thế giới của chúng ta vẫn còn muôn vàn những điều bí ẩn mà đến nay vẫn chưa có lời giải đáp. Chương trình Bí mật, Bật mí là chương trình được tiến sĩ Nguyễn Khắc Tuấn tìm hiểu, nghiên cứu và xây dựng lên nhằm mục đích giải đáp những điều bí ẩn này. Quý vị thân mến, Thủy Hử Truyện là một trong tứ đại danh tác trong văn học cổ điển Trung Hoa. Tác phẩm này được Thi Nại Am sáng tác vào khoảng giữa thế kỷ 14, từ những câu chuyện dân gian truyền miệng triều Bắc Tống. Nội dung là những câu chuyện xoay quanh cuộc khởi nghĩa của 108 vị hảo hán. Họ xuất thân từ những tầng lớp xã hội khác nhau như nông dân, ngư dân, quan văn, quan võ. Vì nhiều lý do mà họ không thể không dấn thân vào con đường phản kháng triều đình. Trong truyện có miêu tả cụ thể về tính cách, sự tích của từng anh hùng hảo hán. Xung quanh mỗi hình tượng nhân vật là những câu chuyện sinh động. Võ Tòng là một trong những hình tượng điển hình của hảo hán Lương Sơn. Trong truyện, nhân vật này được miêu tả là có thể tay không đả hổ. Chuyện đánh hổ đồi Cảnh Dương cùng với chuyện báo thù lấy mạng Phan Kim Liên và Tây Môn Khánh, hai kẻ đã giết hại anh trai mình, khiến cho uy danh của Võ Tòng được nhiều người biết đến. Tất cả phản ánh quyết tâm loại bỏ cái ác, cũng như sự anh dũng vô song của Võ Tòng. Thưa quý vị, theo các tài liệu còn lưu lại tới ngày nay, thì Võ Tòng là một nhân vật hoàn toàn có thực. Tuy nhiên, lại không có bất cứ tài liệu nào nói rằng Võ Tòng đã tay không đánh hổ trên đồi Cảnh Dương, như người ta vẫn lưu truyền. Vậy rốt cuộc, câu chuyện tay không đánh hổ của Võ Tòng từ đâu mà có? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Bí mật Bật mí tập 67 ngay sau đây. Trong những cuốn sách như Chiết Giang Chí, Hàng Châu Phủ Chí hay Lâm An Huyện Chí đều có thể tìm thấy những ghi chép liên quan tới cuộc đời của Võ Tòng. Điều đáng nói là câu chuyện của Võ Tòng được nhắc tới trong các tài liệu này khác khá nhiều so với những gì được kể trong tiểu thuyết Thủy Hử. Theo đó, Võ Tòng vốn là người làm nghề mãi võ, phiêu lãng giang hồ, nay đây mai đó. Lần đó, Võ Tòng tới Hàng Châu mãi võ mưu sinh, ngẫu nhiên gặp được quan tri phủ của Hàng Châu là Cao Quyền. Họ Cao thấy Võ Tòng võ nghệ hơn người thì rất khâm phục, mời Võ Tòng về làm chức bổ khoái Hàng Châu. Sau đó, nhờ lập công lớn nên Võ Tòng được thăng chức lên làm đề hạt, rất được Cao Quyền yêu mến. Không lâu sau đó, do Cao Quyền đắc tội với các nhà quyền quý ở Hàng Châu nên bị bãi quan. Vốn là tâm phúc của Cao Quyền nên Võ Tòng bị cách chức, đuổi về làm một chức quan nhỏ trong nha môn của tri phủ. Quan phủ Hàng Châu mới được bổ nhiệm là Thái Cùng, con trai của Thái sư Thái Kinh ở Kinh Đô. Dựa vào thế lực cha mình, Thái Cùng làm đủ chuyện càn quấy, ức hiếp dân lành. Do vậy, người đương thời vẫn gọi Thái Cùng là Thái Hổ. Vốn là người nghĩa hiệp, nhìn thấy cảnh tượng Thái Cùng ức hiếp dân lành, Võ Tòng quyết định giết chết Thái Cùng để trừ họa. Hôm đó, Võ Tòng nấp ở bên ngoài cửa nhà họ Thái, đợi khi Thái Cùng vừa ra ngoài cửa thì lập tức xông ra giết chết. Thái Cùng chết ngay tại chỗ, nhưng Võ Tòng cũng bị lính của nha môn bao vây. Sau đó, Võ Tòng bị Thái Kinh sai người dùng cực hình giết chết trong nhà lão. Người dân Hàng Châu cảm kích hành động anh hùng vì dân của Võ Tòng nên đã mang xác Võ Tòng về chôn tại cầu Tay Lãnh, rồi lập một tấm bia đá bên trên ghi dòng chữ mộ của nghĩa sĩ đời Tống Võ Tòng để tưởng nhớ người anh hùng họ Võ. Do khi còn sống, Thái Cùng có biệt hiệu là Thái Hổ, nên khi Võ Tòng giết chết Thái Cùng để trừ hại cho dân, người ta mới ca ngợi Võ Tòng đã đánh hổ. Nói cách khác, câu chuyện Võ Tòng tay không đánh chết hổ thực chất chỉ là câu chuyện được tác giả của Thủy Hử hư cấu từ việc Võ Tòng giết chết Thái Cùng mà thôi. Quý vị thân mến, vào năm 1894, khi người ta tiến hành tu sửa tường thành Dũng Kim Môn, Hàng Châu, ngay khi các công nhân đưa động cơ vào đào, đã phát hiện ra một chiếc quan tài. Điều này đã làm cho họ hoảng sợ. Một công nhân tỏ ra bạo dạn hơn cả, bước tới kiểm tra, phát hiện ra trên bề mặt cỗ quan tài có bốn chữ Võ Tòng Chi Cữu, quan tài của Võ Tòng. Vì vậy, họ đã lập tức liên hệ các chuyên gia khảo cổ. Sau khi tiến hành khai quật, các chuyên gia khảo cổ đã đào ra được bia mộ Võ Tòng.
mở quan tài, họ thấy bên trong chỉ có thi hài với dáng cao lớn. Tiến hành nghiên cứu tỉ mỉ, các nhà khảo cổ học xác định đây chính là hài cốt của Võ Tòng. Nhưng điều làm họ ngạc nhiên là Võ Tòng trong thực tế không bị mất cánh tay trái như lời kể trong chuyện. Ông cũng không dưỡng già ở chùa Lục Hòa cho đến khi qua đời. Nhà khảo cổ còn phát hiện ra những vết sẹo khác nhau chẳng chịt trên xương đầu của hài cốt. Đây không phải kiểu sẹo do chinh chiến nơi xa trường để lại, mà do ai đó cố tình làm ra. Kết hợp với nghiên cứu bia mộ, các nhà khảo cổ nhận định có thể Võ Tòng đã phải trải qua một cái chết không dễ dàng, bị giam cầm và tra tấn dã man. Trên bia mộ tìm được khi đó ghi: Võ Tòng sinh ra trong một gia đình nghèo khó, lớn lên thường làm việc thiện, được dân làng yêu mến. Về sau, được bổ chức tri phủ Hàng Châu. Khi đã là một viên quan nhỏ, ông vẫn hết lòng hết sức làm việc thiện giúp người. Chưa được bao lâu, vị tri phủ này đã bị lôi kéo vào cuộc đấu đá nội bộ triều đình. Võ Tòng bị liên đới, mất chức, về làm thường dân. Thưa quý vị, là một anh hùng nghĩa hiệp như vậy, nhưng Võ Tòng phải chịu đựng một cái chết đau đớn. Điều này cũng phản ánh sự đen tối của vương quyền lúc bấy giờ. Quan lại tham ô, chính quyền kém cỏi, mở đường cho sự diệt vong của vương triều Bắc Tống sau này. Quý vị thân mến, vậy là cuối cùng thì quý vị cũng đã biết sự thật là Võ Tòng không hề đánh hổ như trong bộ tiểu thuyết Thủy Hử. Câu chuyện về cuộc đời thật của Võ Tòng cũng đã khép lại chương trình của ngày hôm nay. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại quý vị vào những tập tiếp theo.